家好，又是我壮壮啦。话不多说，今天我就假装是一个中国人，然后去市场买菜，看看他们会给我们什么价格。就也是我一年去市场一两次，所以现在我就先给妈妈打个电话，问问今天猪肉、牛肉，然后菜怎么卖。然后等一下看看价格，我们看看价格怎么样啊。嘿，mẹ đang ở đâu ấy? Trường. Ơi, con bảo, thịt bò bây giờ bao nhiêu tiền một cân hả mẹ? 270. Thịt lợn à? Thì là 140.000 à? Vâng. Thì thường là 12. Cái rau thì thường bao nhiêu tiền vậy? Rau cải bắp. Cải bắp, rau cải bắp thì thường bao tiền? Đậu ạ? Bye bye. OK， 价格已经问好了，现在我和秋嫂就出发去。然后等一下，如果我说他们不懂的，你翻译哈。然后我也不知道我带这个北宁口音他们信不信，等一下我就戴个口罩。出发。Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? 120. 12.17. À, công ty. Hảo chú. Chị lấy cho phần này. Tôi là đi xe chuyển. Như thế này là 14.140 một cân đấy. Tại vì cân ngắn. Thế cho chị 20.000 35.000 em ạ. 30, 35. Có đấy. 165.000. Thế là chỉ được. Thế này mà. Và ăn hiệu không? Cả mỡ là em nhân mỡ là nạc. Thật ra, theo không để mà chuyển cho Thật ra là chuyển cho mấy thằng khác. Thật ra là máy điện tái thai bảo. Máy điện thái thai bảo. Bao nhiêu tiền một bó ạ? 10.000. 10. 3块钱。有几多克？白菜吧。白啦，20.000一根。就7块钱一斤了。7块钱，这个也是。我来拿1.000，我来20.000啊，20.000了，20.000，1.000呢？那多少钱？总共多少钱？这个？Tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ? 20.000. 21 mà thôi, lấy 20. 7块钱是吧？刚刚今天有135块钱，我们一次去市场。站上。刚才没有跟妈妈水果，这样帮忙。喂，这个多少？这个40.000，这个80.000，这个85.000，
买一点哈，10块钱。然后你想买，你想吃什么？我想吃。这个我忘了，啥来呀？啊，累了呀。嗯，累了八两。一样十块钱，也是10块钱，给了十八美元。刚才他去到我修挂钩了，然后按头，收买你喽，试试，你，但是我们尝试。刚才他就我问他多少钱嘛，然后啊，他好像他以为我是外国人，然后他就把钱拿出来，然后说啊，35。全部拿这个60块钱，然后我也觉得挺贵的。
今天我们的视频就到这啦，拜拜！谢谢大家，感谢家人们的关注，感谢大家的关注。